Chính vậy mà bây giờ là họ có chính sách là hạn chế, họ không cho người nước ngoài mua nhà bất động sản nhiều. Cái sự phát triển về bất động sản ở Úc này nó có nóng như ở Việt Nam không? Nghĩa là nó có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Thì Úc thì cách đây tầm độ 5 năm trở lại đây thì bất động sản Úc là cũng tăng trưởng rất là nóng. Lý do là do sự đầu cơ của người nước ngoài, đặc biệt là đến từ Trung Quốc, từ Hồng Kông, từ nước khác. Chính vậy mà bây giờ là họ có chính sách là hạn chế, họ không cho người nước ngoài mua nhà bất động sản nhiều, và họ có những cái điều kiện là khắt khe hơn về cái điều kiện cho người nước ngoài mua nhà, chứ không dễ dàng như trước đây, và để cho họ kéo cái giá nhà bất động sản xuống để tránh tình trạng đầu cơ. Đặc biệt bên này thì những cái nhà mà bỏ hoang thì nhà nước cũng sẽ phạt và có thể thu hồi cái nhà đó không ở. Cho chính vậy mà không giống như Việt Nam chúng ta có hàng triệu căn biệt thự bỏ hoang không người ở. Rồi, như vậy chúng ta thấy rằng là lại có một sự khác biệt liên quan đến chính sách nhà nước, và chúng ta phải khẳng định một điều là chính sách nhà nước cực kỳ quan trọng, sự điều hành điều tiết thị trường bất động sản. Ví dụ ở Úc bây giờ thì nếu như chúng ta mà sở hữu nhiều bất động sản thì cái thuế thu nhập cá nhân là rất là cao. Ngoài ra liên quan đến chính sách, nếu như bạn mua bạn bỏ không thì bạn cũng bị phạt và bạn phải nộp rất nhiều thuế. Và cái tình trạng này ở Việt Nam chúng ta đang diễn ra rất phổ biến, là rất là nhiều nhà đầu tư đã đầu cơ, đúng không, các cái căn biệt thự, các căn liền kề xóm, nhưng gì ạ, bỏ không mà nó lãng phí rất nhiều năm. Ở đây có cái thuế nữa là như chúng ta là thuế đất, thuế nhà đất của chúng ta hàng năm rất là rẻ, nhưng mà ở đây thì thường là tùy theo cái giá trị bất động sản, tùy theo thành phố hoặc bang có chính sách mức thuế khác nhau. Thông thường là khoảng từ 1.2 đến 1.5% giá trị bất động sản. Cho nên mình càng sở hữu nhiều bất động sản mà giá trị càng lớn thì chúng ta đóng thuế càng nhiều. Thậm chí là họ cũng góp phần là hạn chế cái việc đầu cơ bất động sản. Ok, vậy thì lại một điều nữa đó là chính phủ họ không khuyến khích việc đầu cơ bất động sản, vì nếu đầu cơ bất động sản thì bất động sản nó không có giá trị. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng trong tương lai, nếu như các bạn mà là những nhà đầu tư, nếu bạn cũng hướng đến là gì ạ, vậy thì tìm cho mình những cái sản phẩm nào mà có thể tạo ra đồng tiền mà nó có giá trị sử dụng thực, thì đó là chúng ta sẽ không bị đánh thuế, đúng không? Đúng rồi. Rồi, và hỏi qua một câu hỏi cuối cùng, vậy thì để người Việt Nam sở hữu được bất động sản Úc thì có dễ không, và điều kiện gì để có thể sở hữu được? Có hai hình thức đầu tư. Thứ nhất là đầu tư dành cho những người mà có cái visa cư trú dài hạn tại Úc đó, thì mình được phép mua nhà theo sở hữu nhà theo đúng cái thời hạn visa của mình được cư trú tại Úc đó. Và hết thời hạn visa mà mình không có nhu cầu sử dụng, mình về Việt Nam mình ở, thì trong vòng 12 tháng mình phải bán cái bất động sản đó. Và mình là phải mua cái ngôi nhà mới, tức là cái dự án mới, không được mua nhà cũ. Về mình là người nước ngoài, mình không có quốc tịch nên không được phép mua nhà cũ, mà mình phải mua nhà mới, tức là mình mua nhà lần đầu đấy ạ. Đấy, để tránh trường hợp là người nước ngoài đầu tư bất động sản mang mục đích là đầu cơ chứ không mở để ở, cho nên để cho cái người dân Úc, người ta có nhu cầu ẩm thực, người ta có điều kiện, người ta tiếp cận để mua cái ngôi nhà mà giá cả nó phù hợp với cái thu nhập của họ. Ok, cảm ơn Khoa rất nhiều. Như vậy là hôm nay đã có một cuộc trò chuyện với Khoa, tìm hiểu về thị trường bất động sản Úc và cái cách làm sao để chúng ta có thể sở hữu được bất động sản Úc. Ngoài ra thì chúng ta sẽ học được những điều mà ví dụ như là chúng ta Việt Nam ra là những đất nước đi sau, và chắc chắn là theo cái sự phát triển thì nó cũng sẽ bắt chước các nước phát triển. Và rất là cảm ơn Khoa rất là nhiều. Ở đây một bạn hướng dẫn viên du lịch trong đoàn đi của Dũng và các anh em con này. Cảm ơn Khoa rất nhiều. Xin cảm ơn.